Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm món bánh bí đỏ hấp với cách làm mới và rất là đơn giản. Bánh lại rất là ngon, mềm, xốp. Thì bí đỏ ăn rất là tốt cho sức khỏe. Và mình cũng được biết đây là một món bánh truyền thống của người Trung Hoa, hay còn gọi là người Trung Quốc đó các bạn. Thì bánh ngày càng đa dạng và phong phú, mình luôn làm mới để thay đổi khẩu vị cho gia đình, cũng như là mình thêm được một món bánh mới. Thì mỗi cách làm sẽ cho mình ra một hương vị khác nhau. Và với cái cách làm này, bánh rất là mềm, xốp và cũng không mất quá nhiều thời gian để thực hiện món bánh này. Mình thấy ăn rất là ngon, mình chia sẻ đến cho các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích món bánh này. Video mà mình chia sẻ các bạn xem thấy hay và hữu ích thì cũng đừng quên ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào chuông để tiếp tục theo dõi những món bánh mới từ mình. Còn bây giờ không để các bạn chờ lâu, mình cùng nhau vào bếp. Để rút ngắn thời gian của các bạn xem về phần bí. Đây là bí đỏ hay còn gọi là bí rợ. Mình đã gọt vỏ và rửa cho thật là sạch. Mình cắt lát mỏng như vậy. Cho lên sửng mình hấp cách thủy trong vòng là 15 phút với lửa lớn. Hấp đến khi nào bí của mình chín mềm là được. Sau 15 phút thì phần bí của mình cũng đã chín. Để kiểm tra bí của mình chín mềm hay chưa, mình dùng nĩa xuyên qua bí như vậy nè các bạn. Đó là bí của mình đã chín rồi nha. Thì mình sẽ tắt bếp và mình lấy bí ra. Tranh thủ cái lúc bí còn ấm nóng thì mình sẽ dùng nĩa mình nghiền ra nha các bạn. Mình sẽ tán nhuyễn ra thì bí sẽ rất là nhanh nhuyễn mịn. Đó, mình sẽ nghiền ra như vậy nè. Rất là đơn giản luôn. Thì trong bí cũng đã có cái vị hơi ngọt rồi đó các bạn. Nên mình sử dụng thêm ở đây là 100g đường. Mình cho vào cái lúc này bí còn nóng nè. Đường rất là nhanh tan. Mình sẽ trộn đều để cho đường và bí được hòa quyện cũng như là đường được tan nha. Và lúc này cái phần bí với đường này cũng còn rất là nóng nha. Rồi mình sẽ để ở đây cho cái phần bí này nguội một xíu. Tiếp theo là mình sẽ cho cái phần men vào. Đây là men nở khô. Mình sử dụng một muỗng cà phê. Và mình sử dụng cái hiệu này nè. Mình tìm mua ở siêu thị nha. Mình sẽ trộn đều. Phần bí của mình phải nguội nha các bạn, nóng quá là men không thể nào kích hoạt được. Tiếp theo là mình cho vào đây là 100g bột nếp. Mình sẽ trộn đều. Công thức thì mình ghi dưới phần mô tả để cho các bạn tìm xem. Rồi mình cho vào đây là 200g bột mì, mình sử dụng là bột mì đa dụng. Mình sẽ trộn đều hỗn hợp lại với nhau. Rồi thì lúc này mình sẽ dùng tay để mình nhồi khối bột này nha các bạn. Đó, mình sẽ nhồi từ từ như vậy nè. Tiếp theo là mình cho vào đây khoảng là 80ml nước lọc. Mình sẽ nhồi hỗn hợp này lại để tạo thành một khối dẻo và không còn thấy bột khô. Bột lúc này rất là mềm dẻo. Và cái khối bột của mình có màu vàng tự nhiên từ bí, mình không thêm phẩm màu nha. Rồi tiếp theo là mình cho vào đây khoảng 20ml dầu ăn. Mình sẽ nhồi khối bột này thêm một lần nữa. Dầu ăn giúp cho bánh của mình bóng mượt. Mình nhồi khối bột mình mềm mịn như vậy là được rồi nha. Tiếp theo là mình chuẩn bị lá chuối.
Và lá chuối này mình đã để tủ đông, mình lau rửa cho thật là sạch, sau đó mình thoa mỏng một lớp dầu ăn. Thì với lượng bột này mình sẽ làm 12 cái bánh. Đó, mình thoa mỏng một lớp dầu ăn như vậy để một lát bánh của mình chín thì không có bị dính vào lá. Thì lá này các bạn lau rửa cho sạch, sau đó là mình sẽ cắt cái hình tròn như vậy nha. Thì trước khi mình chia bột thì mình nhồi sơ lại một cái nữa nha các bạn. Sau đó là mình sẽ chia cái khối bột này ra làm 12 phần bằng nhau. Mình sẽ vo viên những cái khối bột này và mình túm bột lại để cho bột của mình được bóng mượt. Sau đó mình sẽ vo tròn. Các bạn có thể ấn dẹp xuống nha. Nhưng mà mình vo tròn, sau đó các bạn làm những chiếc bánh của mình nhỏ nhỏ gọn gọn như vậy nè. Thì một lát chiếc bánh của mình sẽ nở cao to và đẹp hơn. Thì cách tạo hình này tùy theo sở thích của mình nha các bạn. Và lần lượt mình sẽ chia đều cái khối bột và làm cũng tương tự như vậy. Và công thức bánh này mình có thể kết hợp với tất cả các loại nhân. Nhưng mà các bạn thích là nhân dừa, nhân đậu hoặc là nhân sô-cô-la thì mình có thể cho nhân vào giữa nha. Hôm nay mình sẽ làm bánh hấp từ bí đỏ thôi, mình không có cho nhân vì mình thích ăn như vậy nè. Bánh có cái vị ngọt rất là vừa ăn và không có bị ngán. Thì bánh này cũng như là bánh chay vậy đó các bạn. Và nếu mà có dịp thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn những cái công thức làm bánh có nhân ở bên trong, được kết hợp rất là nhiều để cho bánh được đa dạng hơn. Sau khi bánh được tạo hình xong như vậy thì mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm mình đậy lại để cho bột nghỉ trong vòng 45 phút. Thời gian nãy giờ mình ủ bột được 45 phút, lúc này mình sẽ dỡ màng bọc thực phẩm ra nha. Cái này bị dính vào màng bọc thực phẩm rồi, mình chỉnh sửa lại. Đây, những chiếc bánh của mình nở lên như vậy và rất là bóng mượt. Thì mình chuẩn bị một nồi nước thật là sôi. Khi nước đã sôi thì mình sẽ lần lượt xếp bánh vào. Mình xếp bánh hết vào nồi mình hấp nha các bạn. Mình sẽ đậy nắp lại mình hấp với lửa lớn trong vòng là 15 phút để cho bánh của mình được chín. Sau 15 phút mình hấp bánh thì bánh của mình cũng đã chín. Mình dỡ nắp ra. Bánh có một màu rất là vàng tươi và thơm lắm. Thì lúc này mình sẽ tắt bếp và mình sẽ đậy hé nắp ở đây và giữ yên khoảng 3 phút. Sau đó mình mới lấy ra khỏi nồi nha các bạn. Thì sau 3 phút mình dỡ nắp hé ra nè các bạn, để cho hơi thoát ra từ từ ha. Bánh mình vẫn giữ nguyên và không có bị ướt nè. Đó, bánh rất là mềm xốp luôn. Vì nhiệt độ hấp đang nóng mà các bạn lấy bánh ra liền hoặc là dỡ nắp ra liền thì bánh của mình có thể bị xẹp nha. Nên là mình sẽ hé nắp và giữ yên ở đó khoảng 3 phút. Sau đó là mình sẽ lấy bánh ra khỏi nồi. Đây, chiếc bánh mình bẻ ra nè. Wow, rất là mềm mịn luôn đó các bạn. Và đặc biệt bánh nở rất là xốp. Như vậy là bánh mình làm rất là thành công luôn. Mình mời các bạn nha. Bánh rất là mềm, xốp và có cái vị ngọt rất là vừa ăn, không quá ngọt. Và bánh có cái hương vị đặc trưng từ bí đỏ. Món bánh này rất là ngon luôn đó các bạn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cách làm này của mình. Thì với món bánh này làm cũng rất là nhanh chóng, không mất quá nhiều thời gian cũng như chi phí. Mà mình có được một món bánh ngon cho gia đình để thay đổi khẩu vị. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Còn video của mình chia sẻ các bạn xem thấy hay và hữu ích thì cũng đừng quên ủng hộ mình nha. Bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào chuông để nhận thông báo sớm nhất mỗi khi mà mình có món bánh mới. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem. Cuối video mến chúc cho các bạn và gia đình sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.